Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một căn nhà phố vừa mới hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 17m và được nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và mình có tới 6 nhà vệ sinh. Trong đó mình sẽ có một cái nhà vệ sinh, có phòng tắm, xông hơi, có bồn tắm nằm. Và với căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông. Lan can là làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được anh chị ốp nhựa và đi cho mình những mảng LED chiếu sáng rất là đẹp cho căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 7m, xe tải là di chuyển qua lại cũng như là tránh nhau rất là thuận tiện là và rất là dễ dàng. Phía ngoài thì mình cũng có một căn vừa mới hoàn thiện xong và cũng như chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng thì chỗ này mình sẽ có hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong vừa với diện tích như nhau và đang có một cái giá như nhau, chỉ 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng là khách hàng có thể lựa chọn cho mình một trong hai căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Căn bên ngoài thì được thiết kế với mẫu nhà lửng xuôi và căn bên trong này thì được thiết kế với mẫu nhà lửng ngược. Thì căn nhà lửng xuôi Nhà đất Hoàng Tiến đã giới thiệu khách hàng và căn hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến tiếp tục giới thiệu khách hàng về một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà lửng ngược để giới thiệu đến hàng để khách hàng đang có nhu cầu nó muốn sở hữu cho mình một căn nhà lửng xuôi hoặc là lửng ngược và với bề ngang căn nhà mới lên đến 5m và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý khách hàng nhanh liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong giới thiệu hàng. Thì phía ngoài mình sẽ có bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt, kế tiếp mình sẽ có một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa nên chỉ thiết kế để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào khu vực bên trong mình sẽ có một gara để xe hơi ở phía bên ngoài. Với gara này thì mình sẽ để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và hai bên tường thì cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường, nghĩa là ốp mình những mảng than tre cao lên kín tường và đi hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà này thì thiết kế là nếp sang bên và mình có tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can được làm bằng kính cường lực với mặt đá hoa cương. Được anh chị đi hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong thì sẽ đến với lại khu vực không gian phòng khách. Phía đối diện cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu cũng được anh chị đóng sẵn để tặng kèm. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 5m cho nên là rất là thoáng và rất là mát. Phía bên ngoài sẽ là gara để xe hơi, phía bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách, sẽ còn bộ bàn ghế sofa để chị sắm sẵn tặng kèm, có tivi 65 inch cũng được anh chị sắm sẵn tặng kèm và mình sẽ có tủ rượu cũng được anh chị đóng sẵn để tặng lại hết khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì anh ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến hàng đi xem. Và để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà nằm cuối đường Thống Nhất, đầu đường Tô Ngọc Vân, thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại quốc lộ 1A cũng như là gần với lại chợ Thạnh Xuân, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân, phường Thạch Lộc. Và đây là khu vực từ nhìn từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà nó có bề ngang lên đến 5m và chiều dài căn nhà mới lên đến 17m và đến chiều nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu, đúc theo kiểu mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Phía bên dưới sẽ là khu vực gara để xe hơi và không gian phòng khách, phòng bếp đã được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng, như khu vực ở dưới tầng trệt này rất là thoáng. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là khách hàng đã sở hữu một căn nhà cũng như là một cặp nhà có bề ngang lên đến 5m và chiều dài căn nhà lên đến 17m và được anh chị thiết kế giống nhau, chỉ khác nhau một cái là lửng ngược và một cái là lửng xuôi và đều được anh chị full nội thất tặng kèm. Cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp. Đấy, khu vực không gian tầng lửng căn nhà sẽ có một cái sảnh khá là lớn ở phía bên ngoài. Chỉ thiết kế này thì mình có thể để kê thêm bộ bàn ghế để mình ra bên ngoài vui chơi. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có bộ cửa kính cường lực
Và ở bên trong mình sẽ có bộ bàn ăn đến 6 ghế để chị sắm sẵn tặng kèm. Có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, mặt đá hoa cương. Tặng kèm full nội thất bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, lavabo để chân bát, kệ để chân bát, máy đong đếm gạo, máy hút khử mùi. Và phía trước thì mình sẽ có thêm bộ cửa sổ 4 cánh để mở ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Với căn nhà mình theo hướng chính là hướng Tây Nam, phố Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và khu này thì mình có hai căn nhà mới hoàn thiện xong, với bề ngang căn nhà lên đến 5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17 m. Và bên ngoài thì mình sẽ có 5 căn với bề ngang căn nhà lên đến 4 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17 m và 19 m. Thì đang có giá từ 6 tỷ 800 triệu đồng đến hơn 7 tỷ một chút là quý nhà có thể sở hữu cho mình. 5 căn nhà phía ngoài nằm trên trục đường thông, và hai căn nhà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang giới thiệu đến hàng thì nằm trong con hẻm cụt và có bề ngang lên đến 5 m, và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực tầng lửng cũng như là di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, chỉ đến không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một cặp nhà có bề ngang lên đến 5 m và nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 5 m thì rất là hiếm tại quận 12. Cho nên khách hàng đang có nhu cầu và đang sở hữu cho mình căn nhà có bề ngang rộng rãi, thoáng mát thì quý nhà nhanh tên liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một cặp nhà với được hoàn thiện xong và được chị thiết kế rất là đẹp này. Đây là phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1 căn nhà. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển đến khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình thì chỉ có 4 phòng ngủ chính thì được anh chị full nội thất 3 phòng. Toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết quý hàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có sống cho mình một trong hai căn nhà đã có sổ hồng riêng, hai chị mới mua bán cũng như là công chứng sang tên ông ngài. Một cặp nhà đang có hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp trên hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và là cặp nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát quốc lộ 1A cũng như là sát với lại bến xe ngã tư ga và sát với lại nhà hàng Bến Xưa, và thuận tiện phải di chuyển về trung tâm cũng là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Tô Ngọc Vân nối dài với lại Thống Nhất, hoặc là quý nhà có thể rẽ sang trục đường Hà Huy Giáp nối dài với lại trục đường Nguyễn Oanh để về trung tâm cũng là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và thuận tiện các hàng di chuyển qua các quận lân cận như quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và Thủ Đức thì rất là gần. Với căn nhà nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và với bề ngang căn nhà mình lên đến 5 m. Ok, diện tích rất là rộng, rất là thoáng, thật sự là rất là hiếm. Với bề ngang lên đến 5 m này thì chỉ có một số căn nhà thôi. Cho nên quý hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về số điện thoại đã hiện trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một trong hai căn nhà được thiết kế rất là đẹp, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát này. Đây là khu vực lầu lầu 2 căn nhà, phòng ngủ số 3 cũng như là phòng ngủ số 4 anh chị để trống. Và di chuyển lên phía trên sẽ là khu vực sân thượng căn nhà, thì sẽ có phòng thờ ở phía trước, phòng tắm xông hơi ở phía bên trong, và bên ngoài mình sẽ có khoảng sân để mình ra vui chơi và hóng mát. Để chị thiết kế có bồn tắm nằm và có lavabo để rửa tay cũng như là bồn cầu nhà vệ sinh. Và di chuyển ra khu vực phía trước sẽ đến với lại khu vực không gian phòng thờ cũng như là sân thượng phía trước căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh để quý nhà sở hữu căn nhà
nằm trên trục đường thống trên được trục đường Tô Ngọc Vân, cuối đường Thống Nhất thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với cặp nhà nó có bề ngang lên đến 5m và nó có hướng chính là hướng Tây Nam, phường Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khán giả những video tiếp theo.